Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Tình hình sức khỏe của nhạc sĩ Lê Quang thời gian qua khiến khán giả không khỏi lo lắng. Ngày 2 tháng 10, ca sĩ Cam Thơ, vợ nhạc sĩ Lê Quang cho biết ông xã mình đã phải cắt bỏ bàn chân phải. Cô chia sẻ thêm, hai tuần trước nhạc sĩ Lê Quang nhập viện để chờ mổ nghẹn mạch máu ở đầu. Tuy nhiên, phía bệnh viện cũng phát hiện ra vết nứt ở chân bị nhiễm trùng nặng. Bác sĩ sau đó khuyên nhạc sĩ Lê Quang phải cắt bỏ chân để ngăn vết thương nhiễm trùng lan vào máu. Nếu để chuyện này xảy ra, có thể gây ung thư nguy hiểm đến tính mạng. Bà xã Lê Quang chia sẻ thêm, khoảng 5 tháng nay anh thấy không đau nhức nên không đi khám. Thế nhưng vì tiền sử bệnh tiểu đường nên khi lượng đường tăng lên đã khiến vết nứt nhiễm trùng ăn sâu vào xương. Nhạc sĩ Lê Quang trải qua nhiều cuộc phẫu thuật dài 3 tiếng đồng hồ để cắt bỏ hoàn toàn bàn chân phải. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Hiện Lê Quang đang trong quá trình hồi phục và chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật nghẹn mạch máu ở đầu. Biết việc mình nhập viện phẫu thuật khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả lo lắng, Lê Quang đã quay video gửi lời cảm ơn tới mọi người. Đáng chú ý, nam nhạc sĩ gửi lời cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng khi đàn em muốn tổ chức đêm nhạc để ủng hộ mình. Lê Quang từ chối sự giúp đỡ này vì cho rằng mình vẫn có thể tự lo liệu được. Nhạc sĩ Lê Quang là người ghi dấu ấn với nhiều bài hát đi cùng năm tháng như Niềm tin chiến thắng, Mãi yêu, Tình về mai sau, Mưa trên cuộc tình, Đi về nơi xa. Ông là người góp công sức lớn làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao như Mỹ Tâm, Đan Trường, Hồng Ngọc. Nam nhạc sĩ kết hôn với bà xã Cam Thơ vào năm 1994, có một con gái và hiện đang sống tại Mỹ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.